Bộ trưởng Y tế Đức Henspan ngày hôm qua cho biết cần phải áp đặt các biện pháp phong tỏa, lệnh giới nghiêm ban đêm để giảm bớt sự tiếp xúc. Ông cho biết hiện có gần 4.500 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt ở Đức. Các bệnh viện đang cho thấy tình hình thực sự nghiêm trọng như thế nào. Số lượng bệnh nhân chăm sóc đặc biệt đang tăng quá nhanh. Các bác sĩ và y tá cũng đang trong tình trạng báo động. Họ đã bị căng thẳng liên tục trong nhiều tháng qua. Một số quan chức y tế công cộng của Đức cũng cho rằng một cuộc phong tỏa toàn quốc kéo dài 2 đến 4 tuần là cần thiết để ngăn chặn làn sóng thứ ba của dịch COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, Đức ghi nhận hơn 2,97 triệu ca mắc COVID-19 và 78.000 ca tử vong.